Ủa, em đang đâu vậy? Em đang trên đường về. Vậy em về nhà đi. Anh có món quà bất ngờ cho em nè. Em về đi. Ok, vậy đi nha. Ok, bye bye. Trời có một vì sao chia sẻ trong tim anh, vì sao đó chính là em, vì sao luôn ở trong trái tim anh, chia sẻ trên.